Ninh Duân Ngọc, ngọc nữ màn ảnh thuở đôi mươi, giờ là nữ hoàng quảng cáo. Ninh Duân Ngọc đã có một hành trình dài với nghệ thuật, hiện tại ngoài danh xưng ngọc nữ màn ảnh, giờ có thêm cái tên nữ hoàng quảng cáo. Ninh Duân Ngọc là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến qua các dự án phim ăn khách như Cánh đồng bất tận, Gái già làm chiêu, Cô ba Sài Gòn, Cua lại vợ bầu. Người đẹp sinh năm 1990 cũng nhận được nhiều sự yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế nhờ hình ảnh thân thiện, tươi vui, đầy năng lượng tích cực. Ít người biết được rằng sự thành công hôm nay là cả quá trình phấn đấu miệt mài trong 8 năm qua với hai bàn tay trắng đi lên và thậm chí còn nợ nần thiếu thốn trong thời gian đầu lập nghiệp. Với ngoại hình xinh đẹp, làm việc cần cù và không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân với nghiệp diễn xuất, đóng quảng cáo và clip ca nhạc, Ninh Duân Ngọc đã dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt. Theo đuổi sự nghiệp khá lâu, nhưng tiếng vang đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của Ninh Duân Ngọc là vai nương trong Cánh đồng bất tận. Sau đó thì Lan Ngọc được đảm nhiệm nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim đình đám, Teo em, Vừa đi vừa khóc, Nguyệt thực, Tấm cám chuyện chưa kể, Găng tay đỏ và thành công rực rỡ trong Cô ba Sài Gòn. Đặc biệt, năm 2018, cô đã khẳng định khả năng diễn xuất tài năng khi thoát khỏi hình tượng trẻ trung để vào vai gái già gợi cảm, xinh đẹp, sang trọng và quý phái trong Gái già làm chiêu 2. Không dừng lại, Cua lại vợ bầu do Ninh Duân Ngọc và Trấn Thành thủ vai chính đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất hiện nay và đưa tên tuổi của cô lên một cột mốc mới. Thành công nối tiếp thành công, không ngừng thử thách bản thân với nhiều vai diễn, đặc biệt cô còn là người biết lắng nghe, rất hợp tác và rất biết làm việc cùng đồng đội, Trấn Thành nhận xét. Thật không quá khó hiểu khi cô trở thành một trong những nữ diễn viên triển vọng được yêu thích nhất màn ảnh Việt hiện nay với nhiều giải thưởng danh giá, giải Cánh diều vàng Việt Nam cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh năm 2010 và 2015, giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 17, giải Mai vàng cho nữ diễn viên điện ảnh năm 2011. Năm 2012 thì giành giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cánh diều vàng, diễn viên nữ được yêu thích nhất trong Liên hoan phim Kim Kê ở Trung Quốc năm 2011. Ngoài sự nghiệp vẫn giữ được phong độ, Ninh Duân Ngọc còn được gọi là nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới. Được biết, nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng, tin tưởng vào sức hút của nữ diễn viên. Cũng vì thế mà thu nhập của Lan Ngọc hiện tại phải thuộc dạng top đầu showbiz Việt.